Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học học làm nhạc cho trailer phim cơ bản với FL Studio các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cái thành quả trước đã nhé. Stay on. Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. Lost all of us. He lost friends. He lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. That's the front door. That's me. Can you buzz me in? Rồi như vậy là các bạn đã vừa nghe cái thành quả của cái bài nhạc mà chúng ta sẽ tiến hành làm nhạc để lồng cho cái bộ trailer phim của bộ phim Endgame. Thì trong cái bài nhạc này thì các bạn sẽ được học về cách thêm những cái hiệu ứng trong trong trailer phim, ví dụ như là những cái tiếng boom là như nào, tiếng hit là như nào này. Rồi trong quá trình làm nhạc thì các bạn sẽ được học về cách soạn ra những cái sound của tiếng kèn tumba này, rồi tiếng kèn trumpet này, rồi cách chúng ta soạn ra string kiểu như là staccato hay là spiccato cơ bản thì nó là như thế nào. Ngoài ra là soạn drum thì nó sẽ là như nào để nó ra được cái thành quả này. Và hơn nữa thì chúng ta sẽ học thêm cả mixing và master cơ bản. Cái phần khó nhất của cái việc làm nhạc cho trailer phim đấy là các bạn phải làm nào để đồng bộ ghép với cả cái video, làm sao cho nó khớp, làm sao cho nó hợp. Và mình biết là sẽ có rất nhiều các bạn, không chỉ các bạn yêu đam mê âm nhạc đâu, mà còn có cả những cái bạn mà làm về video editor ấy, cũng có thể là sẽ hứng thú với cả cái khoa học này. Và mình rất hy vọng cái khoa học này sẽ giúp ích được cho các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm nhạc các bạn nhé.